Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 328, 6 cây tổng hợp 350k bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi đầu tiên là một cây sương liễu nha. Ha. À, số 2 là một cây sâm hương nha quý vị. Số 3 là một cây tường vi lá nhỏ nha. Rồi cái lô này là hôm tôi có quay cho ông anh kia mà không thấy ông trả lời nha, mà trong khi có 2-3 người đòi mua cái lô này tôi cũng bán nha. Bữa nay tôi quay lại cho quý vị, ai có lên có thì được thì tôi bán luôn nha. Bữa hổm là mấy người điện là tôi không có chia được, là tại vì quay cho ông anh này mà thấy ông im gu cũng không có trả lời nha. Đây cây số 4 nha. Rồi đây là số 5 cây Euro nha quý vị. Mấy cái này lời có 10.000 một cây thôi nha quý vị. Bán 5-6 cây lời được 60.000 nha quý vị. Đó, trừ thùng bọng đồ ra hết là còn được lời được 60.000 nha. Và cây số 6 là cây sâm núi trái nè. Đó. Đó, anh nào bữa hỏi mà tôi không có lưu cái số của cái mấy anh cần mua, còn cái anh quay cho ảnh thì anh im gu anh không có trả lời. Rồi rồi xuống luôn nha quý vị, 6 cây 350 nha, bao ship luôn nha. Rồi kết thúc luôn.